Trước chuyến làm khách đầy khó khăn đến sân của Inter cho loạt trận mở màn Champions League, Spurs đã đón nhận những thông tin không mấy khả quan về nhân sự khi họ vắng 4 trụ cột vì những lý do khác nhau. Dele Alli vẫn chưa bình phục sau chấn thương gân khèo ở trận đấu Anh với Tây Ban Nha. Còn thủ thành Hugo Lloris phải mất thêm vài tuần để hồi phục chấn thương đùi. Ngoài ra, hai ngôi sao quan trọng khác là trung vệ Toby Alderweireld cùng hậu vệ phải Kieran Trippier cũng không có tên trong danh sách đăng ký ở trận đại chiến này. Ngoài 4 cái tên kể trên, Tottenham Hotspur cũng không có được sự phục vụ của tiền vệ Musa Sissoko. Với lực lượng sức mẻ nghiêm trọng, không dễ dàng để gà trống có thể giành trọn 3 điểm trước Inter. Đội bóng dù đang có phong độ không tốt tại Serie A, nhưng họ rất khát khao thể hiện ở lần đầu trở lại Champions League sau 6 năm vắng bóng. Trên sân nhà Anfield, Liverpool sẽ tiếp đón PSG mà không có sự phục vụ của Dejan Lovren, Adam Lallana và Oxlade Chamberlain vì những chấn thương khác nhau. Khả năng ra sân của Roberto Firmino là rất thấp do anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương mắt trong trận đấu gặp Tottenham. Về phía đội khách, Kurzawa và Dani Alves không góp mặt vì những chấn thương. Gianluigi Buffon và Marco Verratti đang phải nhận án treo giò. Hai câu lạc bộ này chỉ mới gặp nhau 2 lần ở cúp C2 năm 97 với phần thắng 2-0 thuộc về câu lạc bộ nước Anh, nhưng trong trận lượt về, PSG lại giành chiến thắng 3-0. 4 trận gần nhất của PSG, họ đã ghi không dưới 4 bàn một trận. Trong khi đó, Liverpool lại đang sở hữu 5 trận thắng liên tiếp tại Premier League, nên đây sẽ là cặp đấu được mong chờ nhất trong đêm nay. Nhà vô địch La Liga Barcelona sẽ có cuộc tiếp đón PSV Eindhoven trên sân nhà ở lượt trận mở màn bảng B. PSV đang có khởi đầu ấn tượng tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Tuy nhiên, Barca là đối thủ ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt về cả thành tích, lịch sử đối đầu và phong độ hiện tại. Huấn luyện viên Ernesto Valverde gần như sẽ có được đội hình mạnh nhất của mình, thế nên 3 điểm là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của Blaugrana nếu họ chơi đúng sức. Cũng được chờ đợi rất nhiều trước khi mùa giải mới khởi tranh, nhưng những gì cả AS Monaco lẫn Atletico Madrid thể hiện đến thời điểm này đều chưa thể đáp ứng được kỳ vọng. Qua 5 vòng đầu tại Ligue 1, Monaco mới chỉ có vỏn vẹn 1 chiến thắng và tổng cộng 5 điểm. Họ đang ngập lặn ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng. Tình cảnh của Atletico Madrid tại La Liga cũng không khá hơn là mấy với số trận thắng và số điểm tương tự. Trong một bối cảnh thê thảm ở đấu trường quốc nội, Champions League chắc chắn là cứu cánh để hai Á quân, hai giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu mùa trước vãn hồi niềm tin nơi người hâm mộ. Trận khai màn bảng A cũng đánh dấu những màn hội ngộ giàu cảm xúc. Với Radamel Falcao, đội trưởng Monaco sẽ gặp lại đội bóng anh từng khoác áo trong giai đoạn 21-23, nơi từng là bệ phóng giúp Falcao làm mưa làm gió và xô đổ hàng loạt kỷ lục tại Europa League 21-22. Còn với bản hợp đồng kỷ lục mọi thời đại của Atletico, Thomas Lemar, đây sẽ là lần đầu tiên anh quay về lại mái nhà xưa, nơi đã từng có 3 năm gắn bó trước khi chuyển đến đội bóng chủ sân Wanda Metropolitano trong thương vụ 70 triệu euro cách đây vài tháng. Thật thú vị khi đây chính là lần đầu tiên Atletico Madrid đối đầu với Monaco trong một trận đấu chính thức.